Giải thích phẩm Đại thừa thứ 18, kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Nhi phẩm Vấn thừa, kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Tamma Địa thứ 16. Kinh. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tướng đại thừa của Bồ Tát Maha Tát? Làm sao biết Bồ Tát Maha Tát phát tâm thú hướng đại thừa? Thừa ấy phát xuất từ chỗ nào? Thừa ấy đi đến chỗ nào? Thừa ấy trú chỗ nào? Ai cưỡi đại thừa ấy đi ra? Phật bảo Tu Bồ Đề: Ông hỏi thế nào là tướng đại thừa của Bồ Tát Maha Tát ư? Tu Bồ Đề, sáu ba la mật là đại thừa của Bồ Tát Maha Tát. Những gì là sáu? Thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật và bát nhã ba la mật. Sao gọi là thí ba la mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát đèn tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, bố thí tài vật trong ngoài, cùng hết thảy chúng sinh hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác vì dùng vô sở đắc. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát thí ba la mật. Sao gọi là giới ba la mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát đèn tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, tự làm 10 thiện đạo cũng dạy người khác làm 10 thiện đạo vì dùng vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát chẳng chấp trước giới ba la mật. Sao gọi là nhẫn ba la mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát đem tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, tự đầy đủ nhẫn nhục, cũng dạy người khác tu nhẫn nhục vì dùng vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát nhẫn ba la mật. Sao gọi là tinh tấn ba la mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát đem tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, tu năm ba la mật, siêng tu không nghỉ, cũng an lập hết thảy chúng sinh nơi năm ba la mật vì dùng vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát tinh tấn ba la mật. Sao gọi là thiền ba la mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát đem tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, tự lấy phương tiện vào các thiền, không sinh theo thiền, cũng dạy người khác kiến vào các thiền vì dùng vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát thiền ba la mật. Sao gọi là bát nhã ba la mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Maha Tát đem tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, không đóng hết thảy pháp, cũng quán hết thảy pháp tánh, vì dùng vô sở đắc, cũng dạy người khác không đóng hết thảy pháp, cũng quán hết thảy pháp tánh, vì dùng vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ấy là tướng đại thừa của Bồ Tát Maha Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, đại thừa của Bồ Tát Maha Tát là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, thất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế nào là nội không? Phật dạy: Nội không là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt không chẳng phải thương chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Tai không, mũi không, lưỡi không, thân không, ý không, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là nội không. Sao gọi là ngoại không? Pháp ngoài gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc không, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Thanh không, hương không, vị không, xúc không, pháp không, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là ngoại không. Sao gọi là nội ngoại không? Pháp trong ngoài gọi là trong sáu nhập, ngoài sáu nhập. Pháp trong không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì nó tự như vậy. Pháp ngoài không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là nội ngoại không. Sao gọi là không không? Hết thảy pháp không, không ấy cũng không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là không không. Sao gọi là đại không? Phương đồng không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy. Phương Nam Tây Bắc bốn góc trên dưới không, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là đại không. Sao gọi là đệ nhất nghĩa không? Đệ nhất nghĩa tức là niết bàn không, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là đệ nhất nghĩa không. Sao gọi là hữu vi không? Pháp hữu vi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi dục không, cõi sắc không, cõi vô sắc không, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là hữu vi không. Sao gọi là vô vi không? Pháp vô vi gọi là tướng không sinh, tướng không trụ, tướng không diệt. Pháp vô vi không,
chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là vô vi không. Sao gọi là rốt ráo không? Rốt ráo tức là các pháp rốt ráo không thể có được, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là rốt ráo không. Sao gọi là vô thủy không? Hoặc pháp chỗ bắt đầu đến không thể có được, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là vô thủy không. Sao gọi là tán không? Tán là các pháp không diệt, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là tán không. Sao gọi là tánh không? Hết thảy pháp tánh, hoặc tánh pháp hữu vi, hoặc tánh pháp vô vi, tánh ấy chẳng phải thanh văn, biết chi Phật làm, chẳng phải Phật làm, cũng chẳng phải các người khác làm ra. Tánh ấy tánh không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là tánh không. Sao gọi là tự tướng không? Tự tướng sắc là hư hoại, thọ là tướng lãnh thọ, tướng là tướng thử lấy tướng, hành là tướng tạo tác, thức là tướng hiểu biết. Như vậy các pháp hữu vi vô vi, mỗi mỗi tự tướng không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là tự tướng không. Sao gọi là các pháp không? Các pháp là sắc thọ tưởng hành thức, mắt tài mũi lưỡi thần ý, sắc thành hương vị xúc pháp, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, cho đến ý thức giới, ý thức giới. Các pháp ấy các pháp không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là các pháp không. Sao gọi là bất khả đắc không? Tìm cầu các pháp không thể có được, ấy là bất khả đắc không. Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là bất đắc không. Sao gọi là vô pháp không? Hoặc pháp không có ấy cũng không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó như vậy, ấy gọi là vô pháp không. Sao gọi là hữu pháp không? Pháp có là các pháp trong sự hòa hợp, có tự tánh tướng. Pháp có ấy không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là hữu pháp không. Sao gọi là vô pháp hữu pháp không? Trong các pháp không có pháp, trong các pháp hòa hợp, có tướng tự tánh. Kinh Đại Bát Nhã ghi, thế nào là vô tánh tự tánh không? Vô tánh tự tánh là các pháp không thể có tánh hòa hợp và có tự tánh hòa hợp. Vô pháp hữu pháp ấy không, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy, ấy gọi là vô pháp hữu pháp không. Lại nữa, Tu Bồ Đề, pháp pháp tướng không, vô pháp tướng không, tự tánh tướng không, tha pháp tướng không. Sao gọi là pháp tướng không? Pháp là năm uẩn không, ấy gọi là pháp tướng không. Sao gọi là vô pháp tướng không? Vô pháp là pháp vô vi, ấy gọi là vô pháp tướng không. Sao gọi là tự pháp tướng không, các pháp tự tánh không, cái không ấy chẳng phải trí làm, chẳng phải cái thấy làm, ấy gọi là tự pháp tướng không. Sao gọi là tha pháp tướng không, hoặc ra đời, hoặc Phật chưa ra đời, pháp trụ, pháp tướng, pháp vị, pháp tánh, như như thật tế, quả các pháp không này, ấy gọi là tha pháp tướng không. Kinh Đại Bát Nhã ghi, hết thảy pháp hoặc Phật ra đời, hoặc không ra đời, pháp trụ, pháp định, pháp tánh, pháp giới, pháp bình đẳng tánh, pháp ly sinh tánh, chân như bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, thật tế đều do tha tánh nên không. Ấy gọi là tha tánh, do tha tánh nên không. Ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Luận hỏi, kinh này tên là Bát Nhã Ba La Mật, lại Phật khiến Tu Bồ Đề vì Bồ Tát nói Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề nên hỏi Bát Nhã Ba La Mật, Phật cũng nên đáp Bát Nhã Ba La Mật. Sau này Tu Bồ Đề lại hỏi tướng Đại Thừa, Phật cũng đáp Đại Thừa. Đáp Bát Nhã Ba La Mật và Đại Thừa cùng một nghĩa, chỉ có danh tự khác nhau, hoặc nói Bát Nhã Ba La Mật, hoặc nói Đại Thừa, không lỗi. Đại Thừa là Phật đạo, thực hành pháp ấy được đến Phật, đó là sáu pháp Ba La Mật. Lớn nhất trong sáu Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật. Như ở phẩm sau, Phật nói các nhân duyên lớn, nếu nói Bát Nhã Ba La Mật, thời nhiếp hết sáu Ba La Mật. Nếu nói sáu Ba La Mật, thời nói đủ Bồ Tát Đạo, nghĩa là bao gồm từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật. Ví như vua đến chắc chắn có kẻ tùy tùng, tuy không nói kẻ tùy tùng mà nên biết chắc chắn có, Đại Thừa cũng như vậy. Bồ Tát ban đầu phát tâm tu hành vì cầu Phật Đạo, tu tập thiện pháp, tuy chúng sinh có thể độ mà nói các pháp, đó là kinh bổn khởi, kinh dứt hết thảy sinh nghi, kinh hòa thủ, kinh pháp hòa, kinh mây, kinh mây lớn, kinh mây pháp, kinh gì là hỏi,
Kinh 6 Ba La Mật, Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy vô lượng vô biên vô số kinh, hoặc Phật nói, hoặc Hóa Phật nói, hoặc Đại Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, hoặc Trời Đắc Đạo nói, việc ấy hòa hợp đều gọi là Đại Thừa. Trong các kinh ấy, Bát Nhã Ba La Mật rất lớn, nên nói là Đại Thừa. Tức biết đã nói Bát Nhã Ba La Mật, các pháp trợ đạo khác không có Bát Nhã Ba La Mật hòa hợp thời không thể đi đến thành Phật. Vì vậy, hết thảy pháp trợ đạo đều là Bát Nhã Ba La Mật. Như phẩm sau, Phật bảo Tu Bồ Đề, ông nói Đại Thừa không khác Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, nếu như vậy, cớ sao lúc đầu không nói Đại Thừa trước? Đáp, ở trên tôi đã nói, Bát Nhã Ba La Mật rất lớn cho nên phải nói trước. Lại, ý Phật muốn nói Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật nên phóng ra ánh sáng lớn. Mười phương các Bồ Tát đều tự hỏi Phật, này sao có ánh sáng đó? Chư Phật đều đáp, ở thế giới Đa Bà có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni muốn nói Bát Nhã Ba La Mật. Các Bồ Tát kia và các trời người hòa hợp đi đến. Xá Lợi Phất hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Ma Ha Tát muốn biết hết thảy pháp phải nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật? Lại trong phẩm đầu, Phật mỗi mỗi tán thán công đức Bát Nhã Ba La Mật rằng, nếu ai muốn được như vậy hãy nên học Bát Nhã Ba La Mật, có các nhân duyên như vậy nên ban đầu nói Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông hãy vì các Bồ Tát nói Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề khiêm nhường nói, Bồ Tát không chỉ có tên gọi, tiếp sau lại nói là biết rõ hiểu được tướng Bồ Tát như vậy, tức là hành Bát Nhã Ba La Mật. Đã biết như vậy rồi, lại hỏi cú nghĩa Bồ Tát, tiếp đến hỏi nghĩa Ma Ha Tát. Trong nghĩa Ma Ha Tát có Đại Thừa Đại Trang Nghiêm, ví như dũng sĩ, tuy có dao gậy trang nghiêm mà không cưỡi ngựa hay, thời không thể làm gì. Đại Thừa Thiên Trung gọi là Ma Ha Diễn. Chư Phật vì dứt pháp ái và vì nói rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật không khác nên Phật không của trách. Vì vậy Tu Bồ Đề lại dùng tên khác hỏi Ma Ha Diễn. Hỏi, như trong lời tựa Ma Ha Diễn nói, từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật Đạo, vì Phật Đạo nên nhóm hết thảy thiện pháp đều gọi là Ma Ha Diễn, sau này chỉ nói 6 Ba La Mật là Ma Ha Diễn. Đáp, như trước nói Bát Nhã Ba La Mật, thời đã nói 6 Ba La Mật. Nói 6 Ba La Mật thời đã nhất hết thảy thiện pháp, vì vậy không nên hỏi các thiện pháp có nhiều sao chỉ nói 6 Ba La Mật. Lại nữa, Ma Ha Diễn ban đầu phát tâm lập nguyện cho đến về sau 6 Ba La Mật phương tiện vân vân, các pháp ấy tuy không gọi là Ba La Mật nhưng theo nghĩa đều ở trong 6 Ba La Mật, như ban đầu phát tâm lập nguyện vì tâm đại bi vân vân có sức lớn nên gọi là tinh tấn Ba La Mật, bỏ lợi nhỏ thủ lấy Đại Thừa thời gọi là Bát Nhã Ba La Mật, phương tiện tức là trí tuệ thanh tịnh nên đổi gọi là phương tiện. Giáo hóa chúng sinh, tịnh quốc độ Phật vân vân đều ở trong 6 Ba La Mật, tùy nghĩa thu nhiếp nhau. Hỏi, nếu như vậy cớ sao lại nói 18 pháp không, 108 tam muội vân vân gọi là Ma Ha Diễn? Đáp, 6 Ba La Mật là thể Ma Ha Diễn, về sau chỉ phân biệt rộng nghĩa nó, như 18 không 42 chữ vân vân là nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, 108 tam muội là nghĩa thiền Ba La Mật, vì vậy nên ban đầu nói 6 Ba La Mật. Hỏi, cớ sao chỉ nói đúng Ba La Mật không nhiều không ít? Đáp, Phật là đấng pháp vương, tùy chúng sinh có thể độ, hoặc có khi lược nói 1 2 3 4, hoặc có khi nói rộng như kinh Hiển Kiếp nói 84.000 Ba La Mật. Lại nữa, 6 đạo chúng sinh đều chịu thân tâm khổ não, như chúng sinh địa ngục bị khổ tra khảo, trong súc sinh bị khổ tàn hại lẫn nhau, trong ngã quỷ bị khổ đói khát, trong loài người bị khổ tìm cầu dục lạc, ở cõi trời bị khổ xa lìa điều ương muốn, A-tu-la bị khổ đấu tranh, Bồ Tát sinh tâm đại bi muốn dứt khổ cho 6 đạo chúng sinh nên phát sinh 6 Ba La Mật. Vì vậy nên nói 6 Ba La Mật không nhiều không ít hơn. Hỏi, thì Ba La Mật có nhiều tướng, sao trong đây Phật chỉ nói 5 tướng? Là dùng tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, xả tải vào trong ngoài, đem phước ấy chung với chúng sinh hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì dùng vô sở đắc, sao không nói đến tâm đại từ bi, cúng dường chư Phật và thần thông bố thí vân vân. Đáp, năm tướng ấy gồm nhất thiết thảy bố thí, tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, mà bố thí là duyên theo Phật đạo, nương Phật đạo, xả tải vào trong ngoài là xả hết thảy phiền não, chung với chúng sinh là tâm đại bi. Hồi hướng là đem sự bố thí này chỉ cầu Phật đạo, không cầu quả báo gì khác. Dùng vô sở đắc là được khí phần của Bát Nhã Ba La Mật về thật tướng các pháp.
Thì Ba La Mật chẳng phải hư dối, chẳng phải điên đảo, cũng không cùng tận. Hỏi: Nếu như vậy, thầy không cần năm tướng, chỉ nói tâm tương ưng với chính nhất thiết chủng là đủ. Đáp: Việc ấy có thể như vậy, chỉ vì chúng sinh chẳng biết nghĩa thế nào là tâm tương ưng với chính nhất thiết chủng mà bố thí, cho nên lấy bốn việc phân biệt nghĩa kia. Tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng là tâm Bồ Tát cầu trí nhất thiết chủng của Phật làm duyên, làm ước niệm để bộ tâm, đem tâm ấy mà bố thí, nên được quả trí nhất thiết chủng, chứ không cầu nhân duyên đời nay tiếng tăm trả ân, cũng không cầu đời sau làm trưởng ân thánh vương, vua trời chỗ giàu sang, vì độ chúng sinh, không cầu niết bàn, chỉ muốn đầy đủ các Phật pháp nhất thiết trí, vân vân, vì rất hết khổ cho hết thảy chúng sinh nên gọi là tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng. Tại vật trong ngoài là trong là đầu não xương tủy máu thịt vân vân, vì khó xả bỏ nên nói trước. Vật ngoài là quốc độ vợ con bảy báu uống ăn vân vân, cùng với hết thảy chúng sinh là quả báu phước đức bố thí cho đến hết thảy chúng sinh, cho hết thảy chúng sinh dùng chung, ví như nhà giàu trồng lúa cho mọi người ăn chung. Quả báo phước đức của Bồ Tát, hết thảy chúng sinh đều đến nương nhờ. Ví như cây có quả tốt, chim chóc đều quy tụ. Hồi hướng là bên cạnh phước đức không cầu quả báo khác, chỉ cầu vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Hỏi: Trước tiên nói tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, sau nói hồi hướng, có sai khác gì? Đáp: Tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng là nhân duyên sinh khởi các phước đức, còn hồi hướng là không cầu quả báo khác, chỉ cầu Phật đạo. Lại nữa, tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng vì ứng hợp với vô thượng chánh đẳng chánh giác nên bố thí. Như nghĩa ở trước, nói trí nhất thiết chủng làm chủ, hết thảy công đức đều vì trí nhất thiết chủng. Tán thán trí tuệ Phật có hai thứ: một, chánh trí vô thượng gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác; hai, trí nhất thiết chủng gọi là tát bản nhã. Dùng vô sở đắc là dùng tâm bát nhã ba la mật để bố thí, thuận với thật tướng các pháp mà không hư dối. Như vậy là nói về nghĩa thí ba la mật. Hỏi: Giới ba la mật thời tổng nhiếp hết thảy giới pháp, ví như biển lớn tổng nhiếp các dòng, nghĩa là không uống rượu, không ăn quá ngọ, không đánh đập chúng sinh, vân vân. Việc ấy không nhiếp vào trong 10 thiện, cớ sao chỉ nói 10 thiện? Đáp: Phật nói tổng tướng ba la mật, 10 thiện là tổng tướng giới, biển tướng thời có vô lượng giới, không uống rượu, không ăn quá ngọ, nhập vào trong điều thiện không tham, không gia hại chúng sinh, nhập vào trong điều thiện không giận, các việc khác tùy nghĩa mà nhiếp theo sau. Giới là nhiếp vào 7 thiện đạo, thân nghiệp có 3, khẩu nghiệp có 4, 10 thiện đạo và đầu cuối như khởi tâm muốn giết, khi ấy khởi phương tiện, miệng nói giữ, đánh đập, trói buộc, cắt chém cho đến sắp chết, đều thuộc giai đoạn đầu. Sau khi chết, lột da, ăn nuốt, cắt xẻ, vui mừng, đều gọi là giai đoạn cuối. Cước mạng sống là điều căn bản, ba việc ấy hòa hợp chung gọi là bất thiện đạo về sát. Vì vậy nên biết nói 10 thiện đạo thời thu nhiếp hết thảy giới. Lại nữa, Bồ Tát sinh tâm từ bi, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, bố thí lợi ích chúng sinh, tùy chỗ họ cần đều cấp cho, chỉ giới không não hạ chúng sinh, không ra thêm các khổ, thường thí vô úy, lấy 10 thiện nghiệp đạo làm căn bản. Ngoài ra các việc khác là nhân duyên xa, không não hại chúng sinh, giới luật vì thủ chứng niết bàn tại đời này, dâm dục tùy không não hại chúng sinh, mà vì tâm bị trói buộc nên đại tội, vì vậy nên dâm dục đứng đầu trong giới luật, kẻ bạch y thì giới bất sát ở trước. Vì cầu phước đức nên Bồ Tát không cầu niết bàn, trong đời này qua lại sinh tử trong vô lượng đời để tu các công đức, mười thiện là cựu giới, các luật nghi là khách. Lại nữa, nếu Phật ra đời vào thời kỳ tốt đẹp, thời không có giới luật này, như Đức Phật Thích Ca Văn, tùy ở đời ác, mà sau khi thành đạo 12 năm cũng không có giới này, vì vậy nên biết nó là khách. Lại nữa, có hai thứ giới, giới lúc có Phật, hoặc có hoặc không, và 10 thiện, dù lúc có Phật, không có Phật, vẫn thường có. Lại nữa, giới trong giới luật, tuy là vi tế sám hối thời thanh tịnh, còn phạm 10 thiện giới, tuy sám hối mà tội bạ ác đạo, không thể trừ. Như tỳ kheo giết súc sinh tuy được sám hối nhưng tội báo vẫn không trừ, do các nhân duyên như vậy, chỉ nói 10 thiện nghiệp đạo cũng tự làm, cũng dạy người khác làm, gọi là giới ba la mật. 10 thiện đạo 7 việc là giới, 3 việc là thủ hộ, gọi chung là giới ba la mật. Các ba la mật khác cũng như vậy, tùy nghĩa mà phân biệt, như đã
luận nghĩa nói rộng ở trong phẩm đầu. Kinh này gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật gọi là tướng lìa bỏ, vì vậy nên đối với hết thảy pháp đều dùng vô sở đắc. Hỏi: nếu dùng hữu sở đắc để nhóm các thiện pháp thời đã còn khó, huống gì dùng vô sở đắc? Nếu được trí vô sở đắc, thời lúc ấy có thể trở ngại làm việc thiện. Hoặc sinh tà nghi, nếu không được trí vô sở đắc, thời lúc ấy không trở ngại làm việc thiện, cũng không sinh tà nghi. Đáp: Phật cũng không khen tâm chấp trước thủ tướng làm các việc thiện. Vì sao? Vì hư dối ở thế gian cuối cùng tiêu hết. Nếu chấp trước tâm tu thiện, bị phá rất dễ. Nếu chấp trước không, thời sinh hối hận, trở lại mất đạo. Ví như lửa sinh trong cỏ, gặp nước thì tắt. Nếu lửa sinh trong nước thì không vật gì làm tắt được. Bồ Tát ban đầu tập hành mà chấp trước tâm thủ tướng tu phước đức, giống như cỏ sinh lửa, dễ cháy dễ tắt. Nếu Bồ Tát thể hội được thật tướng các pháp, lấy tâm đại bi tu các hạnh, khó thể phá được, như lửa sinh trong nước không thể diệt được. Vì vậy nên dùng tâm vô sở đắc tu các hạnh, tâm cũng không nhu nhược, không sinh nghi hối. Ấy là lược nói sáu ba la mật. Còn nói rộng như trong phẩm đầu, mỗi mỗi ba la mật đều đầy đủ. 16.0 là trong sáu ba la mật, nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật là không nhiễm trước các pháp. Vì sao? Vì 18.0 luận nghị về 18.0 như trong phẩm đầu, Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn an trụ 18.0, hãy học Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩ ấy nên như đã nói rộng trong ấy. Hỏi: 18.0 sau nội không vân vân đều nói chẳng phải thường, chẳng phải diệt, nghĩa ấy thế nào? Đáp: nếu người không tu tập hay không ấy, tức rơi vào hai bên, hoặc thường hoặc đoạn diệt. Vì sao? Vì nếu các pháp thật có, thời không có nghĩa diệt, bị rơi vào chấp thường. Như người ra khỏi nhà này, đi vào nhà khác, mắt tuy không thấy, mà không gọi là không có. Các pháp cũng như vậy. Từ đời vị lai đi vào đời hiện tại, từ đời hiện tại đi vào đời quá khứ. Như vậy, thời không diệt. Hành giả vì lo sợ có mà dùng không để phá tầm chấp có, xong lại quý không mà đắm vào không, thời bị rơi vào đoạn diệt. Vì vậy nên tu hành không ấy để phá có, cũng không đắm không, xa lìa hai bên ấy, lấy trung đạo để hành 18.0, dùng tâm đại bi mà độ chúng sinh. Thế cho nên sau 18.0 đều nói chẳng phải thường, chẳng phải diệt, ấy gọi là ma ha diễn. Trái với đây là hí luận của người cuồng, ở trong Phật Pháp luống không được gì. Như người ở giữa đống chân bảo lượm lấy ngọc thủy tinh, mắt tuy thấy đẹp mà chẳng có giá trị gì. Hỏi: nếu 18.0 đã nhiếp hết các không, cớ sao còn nói 4.0? Đáp: trong 18.0 hiện không nhiếp hết, chư Phật có hai cách thuyết pháp, hoặc đầu nói lược sau nói rộng, hoặc đầu nói rộng sau nói lược. Đầu lược sau rộng là vì giải nghĩa, đầu rộng sau lược là vì dễ hết thọ chỉ. Hoặc vì chúng sinh đến sau nên lược nói yếu nghĩa, hoặc nói bằng kệ tụng: này Phật, đầu nói rộng 18.0, sau lược nói tướng 4.0. Pháp tướng không là trong hết thảy pháp, pháp tướng chẳng thể có được. Như trong sắc, sắc tướng chẳng thể có được. Lại nữa, trong pháp chẳng sinh pháp, gọi là pháp pháp không. Vô pháp, vô pháp không là pháp vô vi, gọi là vô pháp. Vì sao? Vì tướng nó không thể có được. Hỏi: Phật dùng ba tướng nói pháp vô vi, tại sao nói vô tướng? Đáp: không phải vậy, phá sinh nên nói vô sinh, phá trụ nên nói vô trụ, phá diệt nên nói vô diệt, đều từ bên sinh trụ diệt mà có tên gọi đó. Không phải riêng có pháp vô sinh vô diệt gọi là vô pháp, vô pháp không. Nghĩa này như đã nói trong phẩm vô vi không. Tự pháp không là tự pháp, tự tánh các pháp. Tự tánh có hai: một, như pháp thế gian đất có tánh cứng vân vân. Hai, như pháp tánh thật tế mà thánh nhân rõ biết pháp ấy không. Vì sao? Vì không do trí thấy biết có hai tánh không như trước nói. Hỏi: như pháp tánh thật tế đã nhiếp vào trong pháp vô vi, sao còn nói lại? Đáp: trong khi quan sát phân biệt nói thật tướng năm uẩn là pháp tánh như thật tế, lại chẳng phải do trí không quan sát làm cho nó không, mà tánh nó tự không như vậy. Hỏi: như sắc là tự pháp, thức là tha pháp, trong đó vì sao nói như pháp tánh thật tế có Phật không Phật vẫn thường trú, quá đây gọi là tha pháp không? Đáp: có người vì chưa khéo dứt kiết sử tà kiến nên mỗi mỗi sinh tầm chấp trước. Người ấy nghe nói như pháp tánh thật tế
thì cho rằng vượt quá đây còn có pháp khác. Vì vậy nên nói vượt quá như như pháp tánh thật tế cũng không. Hết cuốn 46 theo bản Hán.